Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Em nghỉ lễ xong ở đây thì bọn em sẽ tiếp tục quay những em máy lên để giới thiệu cho các bác xem nhé. Các bác lựa chọn luôn trên này luôn nhé. Mình ở xa mình có thể lựa chọn máy trực tiếp luôn, quay online trực tiếp như cái thời bọn em bán hàng online, bán kiểu Covid ý, thời dịch ý, là bọn em toàn chốt hàng online luôn đấy các bác ơi. Đó, bác có thể quan sát, tin tưởng và có thể đỡ mất cả thời gian nhé. Đây, hôm nay em sẽ quay luôn một em L1225 cho các bác nào muốn thích những cái dòng máy nhỏ nhỏ như này thì có thể tham khảo em này nhé. Em này khá là đẹp luôn, nó chỉ bị xấu những cái móc méo hoặc là những cái chóc một chút này của bác, gọi là nó bị, chắc là nó bị va vào đâu đó, nó bị chóc thôi. Về phần mã ngoài không ảnh hưởng gì đến chất lượng bên trong luôn nhá các bác ơi. Đó, đây em là 1225. Trong số lốp trước đi, lốp trước em này chưa nhìn thấy, 6-14 này các bạn này, 6-14 đây nhá. Đó, lốp thì cũng tương đối luôn, không nứt mấy đâu, rất ít, còn ít luôn nhé các bác ơi. Đó, phần lan răng đây, đó phần sau đi, phần sau của em nó xem nào, 9.5-24 này các bạn này. Đó, lốp đây, lốp bãi đẹp luôn, 4 lốp nó là nguyên bản theo máy, lốp bãi đẹp luôn nhá các bác nhá. Đây, bọn em đang có hai đoàn khách, có một để xem các bác có xem máy này không. Đó, quay luôn em này các bác xem, là 1225. Sẽ chạy dòng như thế này luôn này, và nó khói bên đằng trước như này nhá, rất là xịn sò luôn, rất là xịn sò mà gọn gàng ấy. Em thấy cái phần ống khói ở trong này rất là gọn gàng luôn ấy, nó sẽ không bị tốn diện tích như các cái ống khói dựng thẳng đứng lên luôn, nó không bị tốn diện tích đâu. Đó, rất là xịn luôn, cơ này đẹp dã man luôn ấy, chất lắm. Đây em sẽ quay phần cầu đi cho các bác này. Đã, ở ngoài này đang mưa nên là nó nhìn nó gọi là ướt của vết mưa thôi, nhưng mà cầu bao khô ráo luôn nha các bác ơi, cầu trước bao khô ráo luôn, đẹp lắm, không hề có một vết gì luôn ý. Cái chỗ đoạn này thì nó có vẻ bị sóc hết rồi. Đó, đoạn này nữa, cầu bên này nữa, cầu nét nền nền luôn này các bác này, cầm này, cầm của em nó này. Đó, xem các cái phần gần này bên dưới của máy đi, quay cực kỳ chi tiết luôn cho các bác xem luôn. Đó, máy này, gầm này, gầm đẹp lắm. Đó, đây phần gầm của nó đây, bao zin từ những con ốc một luôn nhé các bác ơi. Cái phần dòng là oan này thì đồ nghề rồi thì các thứ của nó rất là dễ dàng, thay thế dễ dàng sử dụng luôn, gọi là dòng phổ thông á, máy móc phổ thông ấy. Đây là các bác nhìn nhá, đồ rất là quen thuộc luôn ấy, các bác có thể tìm kiếm ở đâu cũng có luôn, nên là mình lựa chọn những dòng này nó rất là hợp lý này.
chuẩn tem luôn này, là 1225, cũng có trợ lái luôn nhá. Đây này, power steering trợ lái luôn, trợ lái xịn sò đầy đủ luôn. Đó, đây để em lên cái phần trên này, cái chỗ ngồi cũng rất là rộng này, chỗ khoảng cách này rất là rộng này các bác này. Đó, số chính của nó đây, ghế nguyên đây, cái chữ L 1225 này để lắp cho chuẩn này. Đó, là 1225 đây. Đây để ngồi lên, em thử xe này các bác này, kèm theo cho một cái gương này, phần đầu máy như này này. Đó, 225 ở kia. VTO thì đây, 4 tốc độ luôn này. Thử bật nó lên nhá, em thử bật nó lên xem nào. Thật ra là máy móc như nào nó cũng ok luôn, từ phần đèn, phần điện luôn ấy, xi nhan đầy đủ luôn này. Mình nháy cho các bác luôn. Nói chung là đấy, nguyên cái phần đèn điện là mình phải nhìn được là nó chuẩn chỉ như thế nào, bao chuẩn từ cái phần đèn một luôn nhá các bác ơi, cái phần đèn từ cái phần xi nhan một luôn, máy móc nọ điện đó ok luôn, ok la luôn. Đó, rồi sẽ tắt nó đi. Đây, phần đằng sau của em nó đây này các bác này, phần đằng sau của nó đây. Đó, rất là đẹp luôn. Em này 22 mã lực thôi thì nó cũng kéo được cái tầng chảo 4 thôi, chảo 4 thì vừa tầm này, chảo 4, chảo 5 thì cũng ok, hoặc là kéo dàn sới tầm mét 5 đổ lại nhá. Đó, mình tùy vào mục đích sử dụng mình có thể lựa chọn những cái dàn sới hoặc là cầy chảo, cầy mũi, bánh lồng các thứ luôn. Em này cân tất hết nhá các bác ơi, cân được hết đó. Đó, phần đuôi đằng sau của nó đây, đây gọi là phần đầu không, nó sẽ như này, kiếm bãi rồi thì các thứ đầy đủ theo máy luôn này. Đó, rất là đẹp, đùi rất là đẹp luôn. Đó, ok luôn. Rồi các bác ơi, một em 22 mã lực nhưng mà nó là thường dòng lẻ 5, mà dòng lẻ 1 lẻ 5 nên là nó sẽ rẻ hơn cái dòng lẻ 1 chẵn rất là nhiều. Mình có thể tham khảo dòng này nhá các bác ơi. Đó, 22 mã lực 3 máy luôn, chạy bao thích luôn đấy. Thì mình muốn quay chi tiết như nào hoặc là muốn biết giá của em nó thì có thể liên hệ trực tiếp bên em, em sẽ báo giá cụ thể cho các bác sau nhá. Còn em xin phép là không báo giá trên mạng ạ. Đó, máy móc em sẽ quay chi tiết nhất có thể cho các bác xem luôn, bác ở xa có thể tham khảo luôn. Đó, rồi em xin phép kết thúc video tại đây nhá các bác ơi, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.